tiền thân là các lớp năng khiếu toán văn của hệ chuyên tỉnh Quảng Ninh từ những năm 1965. Đến năm 1990, trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long chính thức được thành lập để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã có 38 lớp, 10 khối chuyên với trên 1.300 học sinh. 100% giáo viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 3 tiến sĩ, 65 thạc sĩ. Nhà trường đã đào tạo hơn 16.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, hầu hết đều trúng tuyển vào các trường đại học. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Nhiều học sinh tiếp tục học hệ đào tạo chất lượng cao của các trường đại học và được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh đã đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long với các phòng học, phòng chức năng đồng bộ, khang trang, thiết bị dạy và học tốt nhất, đầy đủ công năng, tiện ích, hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết số 22 năm 2016 quy định một số chính sách ưu đãi đối với trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long và công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021. Qua đó, tiếp tục xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long là nơi tuyển chọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh chất lượng cao. Đồng chí đề nghị thời gian tới, trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long tiếp tục triển khai những phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học tập, duy trì định hướng phát triển người học một cách toàn diện, đặc biệt là quan tâm dạy ngoại ngữ cho học sinh. Nhân dịp này, trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ và Sở Giáo dục Đào tạo khen thưởng.